Get ready for it. Mày là ai? Là Rambo. Từ từ nhá, để anh xin ơi, em muốn bắn chai hát là muốn bắn vui vẻ xin. Bắn nào cũng được anh ơi, tao bạc người. Để anh ngủ mấy cái gọi là MVP thế giới vào chơi với mình đấy mà. Em đúng không? Em MVP thế giới. Wow. Mà ai ta? Anh nào MVP thế giới? Em Himat. Ôi, idol em đấy, idol em đấy. Hello, hello, hello. Em Hùng Vô Địch à? Em đây, em đây. Anh so em đúng 2 phút nữa vô PUBG gánh anh với một bạn cực kỳ xinh đẹp. Ok anh ơi, em đang thu nợ bên chợ mới. Nhanh nhé, đừng để nói nhiều. 30 giây chạy về lên. Đừng bắn ranh em ơi, bắn ranh anh ngợp. Bắn ranh anh ngợp. Thôi bắn ranh cũng được, để anh cho các bạn biết cái trình độ của anh nó nằm ở đâu. À ok, em sợ kiểu anh trúng đồng nó bị lật. Anh vô quan hệ rộng tuyển cho em một bạn nam tay to vào đây nè. Tay to đây hả? Tay to vào. Không. Anh ơi, tay em 2 tấn nè. Không, tuyển cho anh một bạn tay to. Ok anh, để em. To mà ngón tay cũng phải to nha, xin mới chịu. Dài được không anh? Cái gì cũng phải to nha. Cái gì cũng phải to mới click được. Ngón tay phải to mới click được. MVP thế giới thì sao anh? MVP thế giới là ai nhỉ? Ai nhỉ? Trời ơi, người thế giới thằng em anh nuôi dưỡng mấy đêm nay mà anh quên à? Nghi mát đang chơi với bé nhím rồi. Ủa, đang chơi à? Thế chúng ta lấy người còn lại anh ơi. Đạt Blue thì sao anh? Đạt Blue là nào? Anh lên gõ YouTube Đạt 1/7. Rồi, biết Đạt đó, vào luôn đi, Đạt có được đó. Nhưng mà Đạt nó có fan anh không? Fan hết, thằng nào cũng fan anh. Thế được đó. BVG thằng nào bắn chuyên nghiệp không fan anh, em đi đầu xuống đất. Có không đấy, giỡn mà đấy. Tiếu nữa. Em đảm bảo luôn. Tiếu nữa. Anh giờ anh chỉ thằng nào anh nói đi chuyên nghiệp mà em kêu nó vô đây ba mặt một lời nó kêu không fan anh, em làm việc với nó luôn đó. Nhưng mà anh thấy anh cũng bình thường, có cái tài năng gì đâu mà fan anh. Đúng không? Anh chỉ nhớ của anh tốt mà. Đúng không Hồng? Anh thấy anh kiểu cương vị của anh thấy bình thường ấy. Bắn thì ngu, để láo nữa. Có gì đâu fan anh nhỉ? Em bô tay to. Ha. Ủa? Ha. Là sao Hồng? Em chỉ nhớ anh năm 2019 thôi. Anh là người đi đầu. Hùng ơi, bữa em bảo em tích xin gì nè, giờ có xin nè em nói đi. Chưa, anh chưa gửi Facebook cho em. Em thích rồi cho em thấy cái mặt. Thế sắp tới trừ 2 thành viên rồi. Ai có em đặt Mỹ rồi. Let's go. Thôi có Đắc Mỹ rồi, không cần Đạt bầu trời nữa. Ok, chào Mỹ. Hôm nay Mỹ fan anh vô không? Hôm nay làm phiền Mỹ xíu là có em gái của anh từ Canada về. Nó bảo là mới tập chơi PUBG thì cần một những game thủ tay to vào để gánh đó Mỹ. Thì anh nghĩ anh nghĩ ngay đến em. Trai thì em giúp được chứ gái thoải mái anh ơi, lo được. Em dạy được. Chiến này để em lo. Thế em dạy được Mỹ sao? Fan anh vô không? Anh hỏi không nghe hả? Fan vô không? Em có fan vô không? Em quạt anh vô chứ không fan vô. Được, quạt là cũng được. Thấy chưa? Anh chưa, anh hỏi thằng nào rồi thôi. Nè anh biết mà, nói chung là cái cương vị của anh giờ là như thế nào anh biết mà. Lâu lắm được chơi với anh Hùng á. Sao không chơi với anh Hùng khó. Có gì? Giờ anh ở nhà xem anh em bắn thế giới rồi, em còn đâm anh nữa. Có đâu anh Hùng. Anh gì? Má thua thằng em bắn giải thế giới, thằng anh ở nhà mới bắn stream bắn chưa xong nữa. Do anh Hùng xui đúng không anh Hùng? Xui ơi. Không, do không có thực lực. Xui anh Hùng anh. Nói chung là cái bo nó ủng hộ Hùng, anh thấy điều đó. Rồi. Hay là lật ranh ta? Rồi. Không sao mà lật được, 5 game nữa mới lật anh ơi. Em không thấy nước Mỹ rất đi á. Đấy, đấy, đấy. Ủa, rồi có là Sanbo chưa có răng vậy. Làm game nữa. Anh Mỹ hiểu như thế này. Cái hạt này là hạt anh dùng để stream. À, kiểu anh trốn bắt trốn mọi người đúng không? Đúng rồi, cái hạt mà anh bắn chai hấp đấy. Anh bắn chai hấp là anh master em. Trời ơi, anh khủng quá vậy anh Bo. Em không ngờ anh cao thủ luôn á. Rồi khùng quá em, ngày xưa lúc mà em mới tập tành bắn giải lúc đó anh vô địch Việt Nam Mỹ không nhớ hả? Có đâu rồi, em đó em thấy anh Rambo á chứ không phải anh Ba Đôi Thông. Yeah, gì đấy? Mà gì đấy? Gì đấy? Điếc tai bro. Ủa hình như lúc đó Mỹ bắn team nào ta? Em bắn game Hôm anh Bo ạ. Bảo sao mà loại từ vòng bảng hay sao ấy? Không có. Đợt em bắn mắt đót em đi chung với anh Bo mà. À đúng rồi, à đúng rồi, qua Thái chung với anh nè. À, đúng rồi. Team anh top 13, team anh top bao nhiêu vậy? Team top 14 anh ạ. Má hồi long. Hồi long rồi chứ. Cái kiểu đó mới lần đầu anh Bo mình cũng hơi khó. Đúng mình rồi, anh hiểu, chậm, anh hiểu cảm giác đó. Đúng. Nhưng mà lúc đó em đó ở Việt Nam á, tụi em bắn, tụi em gặp tụi anh á em sợ lắm. Rén á, tại sao rén nhỉ? Rén kiểu tay to khủng khiếp á. Tay to hả? Bắn bắt không lại. Thật ra thì em đừng nói vậy. Đến một cái tầm chuyên nghiệp rồi anh nghĩ là tay thằng nào cũng như thằng nào thôi. Mà hơn có một cái là bo của tụi anh đấy. Bo độ tụi anh nên tụi anh mới vô địch vậy đó chứ. Bọn em tay to mà. Ôi, Sanbo khiêm tốn quá. Thôi theo tụi anh hay á. Follow số 4 nha. Thật ra anh đó là Sanbo khiêm tốn á. Không anh nói thật mà Mỹ, thợ bắn chuyên nghiệp rồi tay nào như nào đó. Không nhưng mà đợt đó kiểu anh nổi trội ở tay nào như nào nhưng mà có một vài cá nhân họ nổi trội á. Khùng quá, nổi trội mà làm Trần Hay Linh, anh MVP chứ anh cái MVP đó mà anh nổi trội đúng không? Nhưng mà người MVP là cũng phải có những đồng đội nổi trội kế bên giúp họ được. Thôi, Mỹ à. Chứ đâu phải là một người làm nên mùa xuân đâu anh. Mỹ ơi. Hay rồi, bay rồi, bay rồi. Mỹ ơi. Trời hai người dạ, dạ em đây. Sao xin? Ngày xưa ấy, lúc mà em nghe mọi người nói ấy, là mọi người toàn nói là anh tay to thôi. Ừ. Đấy. Ngày xưa thôi, giờ 2023 rồi còn. Nhưng mà không sao, thà là mình có một cái gì đó rồi xong rồi mình vụt tắt, đỡ hơn hùng. Đỡ hơn là lên nói với hàng năm đúng không anh? Đúng. Mình có thời để mình nói đúng không anh? Đúng, đỡ hơn hùng vô địch em ơi. Không, anh Hùng có nha. Anh Hùng nếu anh không biết thì top 3 khu vực Á Bắc. Đầu, tên lúc đó anh nghĩ rồi chứ quá anh mà còn á là nó top 4 mới chứ. Ba nó top nào cho Hùng mới chứ. Mà nãy giờ em đang làm gì Hùng? Em đang làm gì? Đang rút đồ này. Không. Ý là nãy lúc anh gọi mày đang làm gì á? Em thu tiền bảo kê bên chợ mới á. Ờ. Thí dụ rồi. Ví dụ em đi đòi tiền rồi người ta nghe giọng em quên có quýnh em luôn sao Hùng? Không, trời ơi, quýnh thì chạy. Ủa anh Hùng, cái nào hồi xưa ở Đà Nẵng mà giật mình 10 triệu anh Quốc có chưa? Thằng đó hình như mốt đám vỗ nói sao thế này. Đợt đó em với anh đi mà thấy nó tội quá thôi. Thà cho nó mấy tháng giờ chưa trả luôn. Quốc có luôn rồi hả? Quay Mỹ là vừa làm game thủ chuyên nghiệp vừa làm giang hồ luôn hả Mỹ? Em làm cho hồi với anh Hùng mà, hồi xưa em anh Hùng chung team đi đòi nợ xuống mà. Ở sao á, trận hôm bữa trò kè á, sắp tới gần bị kết rồi đấy. Ôi, trời ơi, trò kè đó, cái dạng thế giới trò kè cũng được đúng không? Cho dù mình cũng top 9 thế giới. Đúng, đỡ hơn... Đúng không? Đỡ hơn anh ở nhà. Đâu làm game thủ chuyên nghiệp đâu, tao ở nhà đúng rồi, mày vậy kìa. Không, em đang nói em mà, tự nhiên em... Đúng. Lại dao đâm em trời. Thầy đi qua đây. Lỡ vô đồ đi boy ơi. Nhanh con đi, trời ơi, anh không thấy xét nào bắn đi bo sớm mà. Ở đâu anh, tụi em lúc đủ đồ mới đi. Không được, phải lúc đồ xong mới đi cơ. Game sao mà anh? Trên đây game thủ anh xem nhiều quá. Game thủ PUBG chuyên nghiệp mà em hâm mộ nhất là ai? Chắc là Liêm Phu đi. Trời ơi, Himat nữa, ai cũng fan Himat vậy. Con fan năm Thái Linh chứ thầy em. Anh TLH anh ơi. Thế em nói treo vậy thôi. Thế em biết fan anh là ai không? Đức Mỹ. Đúng anh Bo. Độ Messi. Ôi SLR này mọi người, SLR này. Cái thời mạnh đó mà solo 3-4 giờ sáng xem chảy nước miếng. Còn top 1 không? Bắn luôn hả? Bắn luôn hả? Quay nghe giọng Hùng mà nhớ bạn tới nhờ. No way. Ngày xưa lúc mà trên team á, xong rồi gốc cây nó bảo gốc ngay. Quạo quá tao quýnh nó luôn. Gốc ngay nào. Ui, nóng tính này. Không anh bắt đặt mở rộng ư? Đâu kiểu mấy người nóng tính nhưng thường có ý chí mạnh mẽ lắm á. Đúng rồi em. Thích hợp làm fragger á. Anche fragger đó. Dạ sir, fragger. Thế sir. Em bắn trong Cerberus là em vị trí gì hả? Đắt đó mày. Em vị trí dạng háng anh ạ. Cứ đứng sau lưng rồi mấy thằng em làm hết. Không nữa. Anh thấy Tài cũng là dạng háng ấy. Không, Tài khủng á, gánh tim đó. Gánh tim một. Anh thấy nó hốt eco em... chứ. Ủa nhưng mà Đức Mỹ sinh năm bao nhiêu anh? Em sinh năm 2001 chị ạ. Ừ em cứ khiêm tốn. Chị thấy em nổi bật đấy chứ. Ở đây em là lớn tuổi nhất luôn á Xin. Anh Hùng là 22, thằng Hùng là 22. Đó, em lớn tuổi nhất á. Ủa em 2K4 mà. 24 em là đúng rồi. Rồi anh Đức Mỹ. Ok em. Anh Hùng nữa, em. Nữa. Ủa vô đây chơi luôn hả mấy đi. Trời anh sợ thì đi thôi, đi. Kiếm xe đi anh. Chơi. À ok, quay lại. Anh hỏi, anh sợ. Em tưởng bố sợ, tôi quay lại mà. Thì anh sợ, kiểu sợ nó chết. Kiểu anh muốn cho thấy nó chết đây. Nhiều người cho chạy hạng à. Anh chơi lanh này ít người đá sim lắm anh ạ. Mà có đá nó cũng không giết được. Không nó đâu gặp được mình đâu, nó không cùng đẳng cấp em. Đúng anh ơi. Ôi xe nghe anh ơi. Đi ngang cái hàng xe đi ngang kìa. Yếu ơi trận này yếu hết rồi, lấm hết rồi. Bộ tay to. Ai ném vậy? Nóc bọt đi. Đi bọt đi anh. Sao lưng nhà. Thằng đầu vậy? Sao lưng nhà này. Chơi chỗ móc này. Thả bom này. Thả bom. Bên này. Trong nhà chị nó rồi. Đấy. Nóc này rồi, còn thằng trong nhà đối diện. Ơi. Còn thằng trong nhà. Tầng 1 đấy. Tầng 1. Không phải. Đi. Anh vô. Hay chị ơi. Trời ơi, nó có bắt thằng em luôn. Em bỏ trong sở mốc nó phơm hay vậy ta. Nó phá vừa rồi là em không có hài lòng đâu nha anh Bô nha. Sao vậy em? Ở một cái gọi là cái trình cao này á, Bô bắn mình phải report. Đó đúng rồi. Nè, tại vì cái team anh ngày xưa á là kiểu cái nghe footstep nó tốt quá, bắn phát là biết ở đâu rồi, không cần phải report em mà. Anh là chưa quen. Là kiểu mọi người tự bắn là tự biết làm gì luôn hả? Đúng rồi, tự biết phải làm gì, không cần phải đến đó. Ok rồi em. Em phải học cái đó mà. Được. Một kiến thức được tiếp thu. Bổ ích, rất bổ ích. Thêm một kiến thức được tiếp thu. Cái team đó còn không anh? Team mà vẫn còn mà không còn hoạt động PUBG chuyên nghiệp nữa thôi. Vì tai nghe nó ok đúng không anh? Đây là. Bò xa. Anh Bô em chỉ Bô cái nhảy xe không bốc máu nè anh Bô. Sao? Nhảy luôn. Ê không có đâu nha, fit lại đâu nha. Tao lao anh Hùng này. Ê đổi xe đi. Xe này không phải rồi. Chích như nào? Xe bánh bao mới ngầu. Táp lên. Anh Bô vứt một viên đạn ra. Xe này bốc khói rồi. Viên đạn nè. Chưa biết. Rồi. Sao anh ấn ép? Đừng anh ơi, đừng. Fit rồi. Chưa có fit. Mày mới làm được mà anh không. Sao không vậy? Nhảy thử anh Bô. Không. Dừng cho bo đi tao để. Theo kinh nghiệm của anh Bô, bon nhà nào hút bo chấm cho em đi vô đi. Chấm bo. Anh bảo nào mà chưa có tin đứng đây chết cho anh. Sao anh? Kỹ nè, anh này đúng là người theo chuyên nghiệp mà. Bây giờ anh chạy qua đó. Từ từ, em lên đây đi. Chạy chấm 2 trước. Trời ơi, dưới, đi xuống dưới. Toàn rừng cây à? Tí Nam đi không bao giờ bị chết. Thế em hỏi anh làm gì không? Em hỏi làm gì? Em hỏi xem kinh nghiệm của anh mà, em đang học mà. Đó, ví dụ mà có hàng nhà trên cấp 2 là chết rồi đấy. Nhà này. Đứng nhà này cho anh. Đứng nhà này. Rất tù nhưng mình an toàn. Ôi, cái này đẹp đấy. Ở trên đâu? Bên mình. Trời ơi. LR anh ơi, LR. Xuống là đón nha, anh em. Để anh đấu với người này. Ôi, rồi, hai nó mồm luôn mà. Knock đi cho nó công được. Mình chỉ cần kéo dài thời gian là tí nữa nó bị người khác tới bắn. Đây là đẳng cấp của anh. Anh Bô ơi, không sao anh Bô ơi. Mở cửa cho anh Bô vào. Vẫn ổn. Này bắn hay nha, anh đánh giá cao. Anh Bô cần cái súng chiến của em không? Không, anh cần phớt rồi. Thằng này hay hơn anh là đánh Bô. Nó bắn hay hơn anh. Cho anh hạt một cái phớt. Đưa anh một trái nét đây tí anh dồn nét chết con mẹ nó luôn. Đây. Hợp lý. Đây, blue zone luôn. Anh giữ blue bò đi. Đâu thôi, phải chỗ nào em. Đồ này anh Bô ơi. Nghe chấm là chị ơi. Ôi anh ơi. Cố lên. Anh ơi. Cái ranh này hơi cao hay sao ấy, tí nữa để em đổi đặc đồng nhá. Quay ba thằng bo này ra căng nha anh em. Bo căng nha. Đấy cái trình độ ranh nó khác anh ơi. Đây anh bắn như bắn giải luôn cho đất Mỹ xem. Ok. Đây em bật cam anh nãy giờ mà hỏi mà. Ôi anh ơi, em bảo anh trần tay to cái em. Quay giáp em đẹp đấy giờ. Trời tay to còn đây, Đức 10 chết còn anh ơi, trời ơi. Anh Hùng đây mà. 62 đi, được có 62 đây anh ơi. Đấy em những cái gì ngon nhất em đưa cho anh hết rồi đây. Cảm ơn em. Anh bắn vào mồm nó đây. Em bắn vào mồm nhá. Ô cái cốt 8 của cái súng nó đẹp nhờ. Ừ. Cái gì đấy Hùng vô địch anh. Sao cái này nó xấu. Anh bôi từ nãy giờ. Cái này xấu thật á. Sao xem. Thôi kìa. Đi rồi. Đây là người ta không sao. Tham minh. Bây giờ gọi là tham minh. Cái tham minh của mình. Cái tham minh ok cái tham minh. Giữ cover đi. Rồi, đúng okay, rồi. Để em giữ cover. Xe ra nè. Nghe. Thăm bên nó phải xe đi lên đồi này. Nè, bỏ được thì bỏ nha. Tại vì ngoài bo đang còn người nha. Đấy. Nó đoàn ngay đây này. Rồi giữ đi, đừng có đi nha Shin. Anh Bô, lại đây, đứng đây. Biết rồi. Này là xong. Nó ra lên thôi. Nó ra chỗ mọi người thôi, nó không ra chỗ Shin đâu. Xé thứ hai nha Bô. Bắn thứ hai nha. Đấy. Một. Mầm. Đi luôn anh ơi. Đi luôn. Này. Nghe em. Gạt em chuẩn bị xuống. Đứng chặn nó tiếp. Anh em nghe côn. Ok. Nghe côn. Không có để em còn. Bắn đang trước được mà. Đây. Qua cho em bắn đúng không? Qua đây chuẩn bị nó vô cho ăn kill này. Đây chấm này. Chạy bộ à. Đấy chấm em, chạy bộ. 1 viên, 2 viên, 3 viên. 4 viên, 5 viên. 4 viên, 5 viên. Chết. Xong rồi. Xe kìa. Còn xe nữa. Còn xe này. Xe này lật này. Yếu này. Đã bỏ em cây đi Bô ơi. Quét cánh. Trật tự. Ok, lỗi anh xin lỗi. Tất nhiên là lỗi rồi. Không chấp nhận. Rồi, bắt về. Cái gạch xanh của mình. Rồi nha, cái nhà này có người này, chứ mai này. Cái xanh là cái hộp cần nia. Tin em. Nguyên góc của mình. Ấy, trước mặt thằng nào bắn vậy? Này nó lên lại. Cái nhà chấm 2 nó bị sợ mất trên. Xe hiểu không? Thôi lên xe đi. Ở đây mất xe. Nhanh. Nghe con. Đi luôn. Tham minh cho bon này. Rồi. Vô góc này bắn cái gạch của em. Nhìn gạch chấm 2 có người. Hiểu. Nhìn gạch. Ấy, thằng nào bắn mình vậy? Thằng chấp bắn vậy anh. Rồi. Ho. Ui, ai ném bom vậy? Bầu á. Giờ bọn nó sẽ đi vô đây. Mình lên mình bắn nó. Chưa thấy. Thôi ai ném cái vừa Lujo đấy. Nó đã vô đâu, trời ơi. Anh ném chặn lại thùng. Ok, hiểu. Cái tư duy của em không hiểu đâu. Lấy xe đâm lên chỗ em đứng được 2 người. Lấy xe đâm lên đây. Lấy xe này, nó lấy xe này. Thằng này hắc chắc. Lấy xe đâm em. Nó không có công mình đâu anh ơi. Thoải mái tin em. Đâm thẳng vô cục đá em. Nhảy cân chôn 2 là được. Đâm thẳng quá, nhảy keo con 2. Ôi, cân lên 2. Có thằng đi xe trái sao anh? Anh ơi, thằng này cứ nhả lên là mồm không hả? Nó thế chuẩn bị ao, nó chuẩn bị ao. Sao anh không cần chôn 2? Không kịp, không kịp. Này cho ăn đồ này, cho ăn đồ này, cho ăn đồ này. Ném nó đi. Ném này, ném này, ném này. Rồi ok, có smoke che một quả bên phải bắn thằng trong nhà. Thằng trong nhà ao bo là mình win. Nó ra rồi, nó chuẩn bị ra rồi. Đứng lên bắn luôn xin rồi. Chưa thấy. Trong nhà. Phải đứng. Ở đâu rồi? Ủa, chạy à, chạy nha anh em. Nó chạy phải à? Nắm nhà vệ sinh. Đó, gần qua đây. Hỏi chứ mà anh vô nè. Đâu đây. Mồm luôn rồi. Chứ bạn lên thằng đó. Một thằng rồi. Hiểu, để anh cứu anh chạm cái, anh chạm cái. Ngồi im anh. Nó trong hòm, từ từ bình tĩnh. Thằng này hắc nha. Thằng này chạy luôn rồi anh ơi. Kìa nó. Chuẩn bị này. Bơm máu đi. Bơm máu xong rồi dồn bom nha. Chấm này có người này. Giết thằng chấm 3 là khỏe. Được không? Chấm 3. Bơm máu xong chưa? Rồi chấm 3 có. Ném bom. Ném bom. Ok. Rồi, đẩy chung lên. Đẩy chung lên này. Lấy chung này. Lấy chung. Có thằng lấy xe đi mà. Lấy xe đi rồi. Còn mà. Ủa con ngại con thằng khác nào mà. Lấy xe đi rồi. Thì nãy có thằng lấy xe đi mà. Này, chấm này, có thằng bên chấm mà. Có đấy, xe này. Nó đấy, cái xe đó là của nó đấy. Lấy xe rồi chấm 4 được nha, lấy xe rồi chấm 4 được nha. Qua chấm 4 rồi nha. Chấm 4 đi, qua chấm 4. Ok. Ngay cây. Anh yếu rồi nha. Chấm luôn. Không. Tới. Thôi bỏ đi. Thấy chưa, đi đâu mà đi. 2 không sao, anh 4 kêu. Hai anh ơi, 4 điểm là top 4 rồi đó. Cái flasher con này em fan anh, Đây, gốc cây này. Hiểu. Con net, lút net rồi cái vô. Em lút hết rồi. Lấy net dồn cho em. Cái phải có thùng anh. Net được rồi. Lượn chứ cũng được. Ui. Đứng thấp vào. Còn cái nhỏ thằng kia to nhanh em. Dòng nét vô là chết. Xin. Không có nét, em không có nét. Quả nét. Ui ôi, quả nét. Rồi, góc cái nhỏ. Nét cho bom dòng bo vô. Ok. Cái to chị, cái to. Cái trái. Ôi hình như là chạy rồi. Đúng rồi. Còn sau á. Có lửa, có gì không? Ném. Có ném mà đó. Ném đi. Con sao xe. Hay dữ anh hùng. Gì vậy? Cái quả của Luzo nó ra kìa. Trời ơi. Nó hơi trễ nhưng không được. Được. Chấm này. Từ nghe. Đi lút tiếp. Hầu. Hầu đập. Còn thằng nữa đâu? Má, này hùng đâu bắn anh vậy đâu. Con này có xin bắn bay vậy. Ôi, đâu có em á, có em á. Dạ, kìa đúng người anh trình độ của em. Mọi khi anh cho em vô chỗ kia đông người quá, em xử lý không kịp. Ok. Vào đúng form á. Ơi. Vô ranh đây là không có thằng nào đá được anh hết á. Dạ sao? Làm chút cấp 3 cho anh chiêm ngưỡng nhỉ? Được em. Toilet. Này, chấm này, 1 này. Ê, không bắn vô rồi. Coi cái xe đó còn đi được không? Còn chấm 4 nha, Còn chấm 4 nha. Bắn chặt để lại giáp cho em gì cả anh ạ, không được rồi. Nó. Mồm này. Thấy mồm chưa? Chưa. Đi qua kia được mà, đi qua chấm 4 được kìa. Xe. Còn bình tĩnh, mình phải áp lực cho nó làm sao nó khó chịu rồi mình qua. Em có khi nào em đi xe xong em bị sấy chết không? Không sao. Tin anh lên xe anh chở, lên xe anh đào, okay, không bao giờ chết. Từ anh Hùng ơi, quá trái còn quá chơi luôn ơi. DATKAA anh Hùng ơi, trên 4 DATKAA, trên 4 còn chiếc DATKAA, ngon luôn. Ok ok, đi lại xe được không? Má anh được, DATKAA Hồng Nguyên. Có xin cái ảnh con mà, giờ bắn cái tao, mà đéo con gì hết rồi. Một mồm này, hai mồm này, dữ này. Mồm này. Muốn có xin cái con mà. Cái gì vậy trời ơi, con người của em. Lúc bắn chả ai nhá, smoke luôn không? Ôi. Không không, không cần chạy gì hết. Mình đi ngược lại chị ơi. Mình đi ngược lại mà, mình bắn cái nào bom vô rồi mình đi. Ok. Còn bắn như bắn giải luôn. Sợ khu nhà bắn không anh? Không không không, đừng có lo đừng lo. Em phải đặt niềm tin tuyệt đối. Ok. Đây à, đi trái đây à mọi người. Đây em bắn đây. Ngồi mà. Đi trái đi trái cho mình đi xe vậy. Ok. Yếu này. Bắn thằng dưới chân mình này. À, đi là ôi trời. Đấy, ngay chưa? À ơi. Này, chỗ này. Này, di chuyển thông minh này, di chuyển này. Flash này, di chuyển phải này. Một viên này. Chỗ chấm, chỗ chấm, chỗ chấm. Ôi nó ném nét lên kìa. Sao bắn? Rồi rồi rồi, đi. Đây. Lên xe. Anh Hùng dữ vậy anh Hùng. Anh Hùng con bái con rồi. Cái nhiệt. Ui. Không sao, bình tĩnh bro, bình tĩnh. Không sao, no problem. Đó, bắn trước mặt là win. Má anh bay rồi, anh tưởng. Ôi. Ở trong nhà kìa, trong nhà, có mấy. Anh ơi. Em chồng mốc trái phải rồi. Ok, hai. Ui trên đầu này. Còn hai trái cái nó, mình lo hai trái nào xong. Cái đầu không sợ. Ôi, trên game spam góc dữ này. Nóc. Đấy. Đô. Anh Bô thấy gì chưa? Vai à, anh đánh giá cao vào đó đó. Hết smoke rồi. Em này luôn em. Vẫn hay. Trên đầu. Bay ở đây. Bay đẹp. Ok anh ơi. Thôi, sao đông vậy? Trên đầu thì góc này của em lại xếp. Ok, ở đó đi. Ui. Rồi. Thôi. Tôi bỏ đi anh ơi. Em nghĩ là bỏ đi. Em còn gì à? Thôi em bỏ trước anh che luôn đi. Hai em ơi. Trái chạy anh Hùng. Rồi, 1v4. 22. 1v4. 1v4 nha. Giờ làm sao cầu nguyện thôi. Mày đánh giá đỉnh cao của anh Hùng nè. Hai mặt. Ôi. Một viên luôn. Là làm bên ca vào đầu em này. Anh còn vãi trong top 2. Đảo sang luôn. Xin chết em cũng không muốn sống. Cầm mày hèn. Anh nói gì vậy? Chiến thuật người ta né giao chăn. Chuẩn bị mang về top 1 mà anh nói là hèn. Cái chiến thuật của anh. Anh nghỉ đây. Cảm ơn mấy đứa nhiều. Hôm mai chơi PUBG sớm nha Hùng. Nay hơi tới hẹn đi. Anh Khôi chơi đúng không? Để mình van Khôi. Vai Khôi cái cọt này. Quý lắm mới được vô party này nha anh Khôi ơi, không phải muốn vào là vào đâu. Party là có những con cọp đấy. Những con cọp của những gọi là thành viên tinh tí bậc nhất PUBG Việt Nam á, đừng đùa. Làm trận nó nghĩ nào. 3 con cọp và 1 con báo. Vô. LF. Đó, chạy qua đây đi Mini. Ba đúng rồi. Mình ngã thôi. Nóng rồi. Đợi luôn. Đợi luôn. Để má, để má. Em gạt kinh quá. Trên nhà này. Trong này rồi. Trên nhà luôn. Sát phải. Ôi hai thằng kẹp kéo. Đang tới nha. Có thằng nữa. Sát phải. Ai? Này. What the... Ai? Điên thế nhỉ? What the... Đấy. 4 cái nữa. Bắn anh. Bắn anh vậy. Rồi nhá, để anh tới. Có mẹ mày với anh rồi. Ra anh mở cửa ra anh nhảy xuống vậy cho em vô vậy. Anh bảo mà, anh bảo cho Hùng từ thôi. Cô đâu ta? Không sao, cái này top 1, anh tặng cho em ha. Ok anh ơi. Ui, 2. Bên bác con ơi. Bắn 3 trong nhị không biết nha. Ơi trong nhị con này, cậu giỏi chúng em này. Ok chơi nhị chứ đi. Này. Chết. Góc này góc rồi, góc cây điếm nè anh em. Dạ. Đâu anh chỉ em cái. Rồi chị lại cái. Đây nè. Đâu. Ngay chỗ chấm này con chấm yếu rồi. Yếu rồi nha. Ok luôn. Mình đẩy không? Đẩy luôn này. Chơi cho anh đi anh ăn bánh này cho. Bằng cuối bên kia anh. Ok anh. Nó bay. Kìa, bên trái. Đâu? Bên kho bên sát trái. Đó. Đúng rồi, này. Đợi à, bắn em. Nó rụng anh ơi. Ôi. Tại bét. Sao ra chết với Hoa liền. Đâu quay cái ca bắn nè. Cái ca của anh Dũng khúc gỗ vậy à, anh kiểu em hiểu không, là anh chơi không có skin nó quen rồi, có skin là bắn nó bay lắm. Anh muốn anh là anh cơ, anh là con hổ trên khẩu ca của Himat kìa. Anh lấy hổ không? Đưa thử con hổ của anh đi. Gớt xuống này. Ô vãi. Nhờ. Nguyên hổ luôn đó. Con hổ này nhiêu đây? Con hổ này không biết nữa. Chơi đít mượn. Cái Kalin nha. Ôi, không phải con hổ anh ơi, con báo. Con báo. Rồi, top 1 đây rồi, mà không có con Hùng hơi buồn, không sao, kệ mẹ nó. Trận cuối mình nghỉ rồi. Trên tay của anh có máu của em kìa. Nó còn 21 thằng cán hết giờ thề. Đi tìm đi chứ. Nó bắn nhau gần kìa. Bắn nhau hết rồi kìa. Ôi. So tài. Mồm nè. Dính liệu. Yes sir. Cuốn coi. Cứu. Mát không? Vẫy bạn em. Lấy xe đi tìm mình phải khô máu. Phết, tính này. Anh đứng đây thì tội anh khôi thôi. Ui. Yeah. Ai? chết. Bắn bổ dính á ta. Ơi mình có dù nha, đi dù kiếm người được nha. Đi dù đi. À, anh cố đi. Vẫy ác kìa, thề vấn bồ thì đỉnh vả liền đấy. Vấn địch thì không trúng. Vấn địch thì đéo trúng. ra cầm súng sấy solo với Himat đi anh. Himat á, Himat hơi khó lắm. Biết đâu nếu mà anh thắng được, anh là người hay nhất thế giới còn gì. Himat vô vô á anh bắn cay bắn này á. Thôi thôi, bắn đi, mình đi bắn tự nhiên bồ quá. Đúng rồi, bắn bồ nhau à, chứ mình thua là chuyện bình thường, nếu mình thắng thì sao? Mình thì thắng thì mình cục trước chân tao. Mình thắng thì mình sẽ mang cái danh là các em nhường mình. Không đấy. Sao mình nhường được? Mình thua đi, không sao, bấm mình thắng là mình vinh danh. Phải không đâu, lên được. Cho luôn hả? Cho luôn hả? Chiến vậy, chiến vậy. Sao lưng nào? Sao lưng mình à? Anh coi ơi. Xem. Ấy à, 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 ấy à. Cố lên, cố lên. Ấy à. Hai thằng, hai thằng, hai thằng. Đó là cuối. Má. Ok, 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 đang đợi, đang đợi, đang đợi. Anh đẩy em phá cho. Ngay cái khe đâu rồi? Này cứu này. Ném đầu vô. Ngay cái khe, ngay cái khe nè, phải lát nè. Chú đi. Ngay tâm luôn, ngay tâm. Mua. Phải lát tiếp đi. Hết rồi, có không? Đưa em qua cho. Ê, chú cứu. Lắp em nó nè. Anh cứu kìa. Ôi, chú cứu. Ê à. Không, chú cứu đâu. Bang. Tục về cái chứ còn mẹ à. Chết đau đớn. Đây là người ta gọi là xỉ. Một cái chết rất là đau đớn với lý à. Tiếp anh ơi, tiếp. Bốn bay được không ta? Được. Let's go. Ôi, được à. Núp đi anh, Bay dù lên chơi đó này. Mình bay lên. Bay long thong chưa có dù kìa. Ơi, bấm dù sao? Bấm vào. Rồi. Smoke nha. Bình tĩnh. Ui, hỏi vậy. Lên chuẩn bị lên quốc đó nè. Ấy da. Rồi. Lên này. Mình mà bay nhấp ba cho mình xuống nha đây. Phải có nước kìa. Rồi xuống nè. Rồi. Rồi an toàn, hạ cánh an toàn. Nãy giờ. Phơm nè. Một. Hai thằng. Ở bên Chama có đứa nha, Con đừng qua nha. Yếu rồi. Ấy da, chưa chết hả? Con nào bắn nó. Nó. Chama em bắn yếu rồi. Ngay chấm 3. Không, nó bắn chết nó rồi. Bên trái sau cây nè. Đúng rồi. Đó cây. Nhà lia rồi. Chết. Hết. Con bọn. Ơi, nó. Bên nhà. Chấm. Còn anh Phong sẽ để đi chứ ở đây. Chấm này. Hai này. Đó. Anh thấy rồi. Đi bo đi để anh lo mấy này. Ok anh ơi. Đi bo gì? Bo bên nó mà. Bo nó phải đi mà anh ơi. Phải một phải đi luôn á. Anh đi này nha, cho dễ nè. Ở nhà trái đi rồi. Anh bỏ con mẹ nó cái đó rồi. Chăm ba lên. Ui mình biết vừa rồi chắc ba luôn. Hiểu nha. 3 viên hung nóc, xàm thật. Gần qua được nữa. Nó qua nhà chấm em này. Mình vô mình giáp là cà nó này. Rồi nhá anh sẽ mất cốc này. Có một nha. Đúng rồi. Hiểu rồi. Đi trái chấm. Đây không chết được. Hai. Một này. Đồ. Chấm 2 em 2 đằng nha. Ok. Chấm 2. Rồi gần luôn. Nãy sợ ơi con hàng đó nữa ơi. 4 cái gì vậy? Yếu. Đồ. Trên đó. Làm nó đây. Trong nhà cứu. Ngoài áo trái mày đồ luôn. Trái. Một từ. Trên rồi. Nằm đây nè, kẻ nè. Rồi xuống này. Dưới đường kìa. Yếu. Lại rồi. Có hai thằng. Ngay đó nữa. Một thằng ngay đó, một thằng nữa không biết. Đủ luôn. Ngay đó, đủ luôn. Đủ. Bơm nha. Rồi để anh ăn, Chơi phải, em mua, chúng ta ăn luôn. Rồi. Một thằng chơi phải anh. Bọn chúng em, ngay đá trong ba. Anh bắt thằng phải đâu Win. Nãy sợ, phải cúi. Phải. Lực cúi trong ba nha. Flash đập nó anh. 6 cây. Phải. Ôi da. Anh coi ơi. Đừng mất tấm không. Đẩy lên coi ơi. Lại xong rồi. Anh không làm được. Phải. Ôi. Máu đâu rồi? À, tuổi gì em ơi, tuổi gì? Đừng có chết. Trắng máu luôn. Bà chết ngay, giả vờ chạy mà hồi máu chết ngay. Thôi đỉnh thật. Thôi nghỉ tay mát Hùng ơi. Mai chơi tiếp. Ok anh ơi. Mai chơi sớm anh ngủ nhá. Cảm ơn em. Ok, bye bye anh. Ok, cảm ơn mấy anh em.